Kính chào quý vị và các bạn. Tên miền hay thương hiệu số là tài sản quý giá đối với các doanh nghiệp trên môi trường Internet. Trên thế giới, kinh doanh tên miền đã phát triển từ rất lâu và được coi là một trong những ngành nghề siêu lợi nhuận. Tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư tên miền cũng đang tích cực tham gia và gặt hái thành công với loại hình đầu tư này. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Việt Nam hội nhập ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vào website sàn giao dịch domain tên miền sẽ thấy xuất hiện hàng ngàn tên miền đang được giao bán nhộn nhịp thuộc hàng chục lĩnh vực khác nhau như thời trang, y tế, sức khỏe, nhà đất, du lịch. Đây là những tên miền gắn liền với các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hay các doanh nghiệp lớn, nhưng đã được các nhà đầu tư nhanh tay mua lấy và giao bán. Những tên miền này hiện đang được phát triển thành website và chờ cơ hội bán lại. Lĩnh vực đầu tư tên miền thì nó là một cơ hội rất là lớn. Và chúng ta thấy rằng là Internet đang rất là phát triển và cái số lượng người mà có nhu cầu dùng tên miền càng ngày càng tăng lên. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái kho tên miền, bản thân kho tên miền là rất là giới hạn. Và nếu mà ai sở hữu rồi thì người khác phải mua lại. Và khi chúng ta mua đi mua lại nhiều lần như vậy thì cái giá nó sẽ càng tăng lên. Và thứ hai nữa là vì cái nhu cầu dùng nhiều như vậy, thành ra là cái nguồn cung thì có giới hạn và nguồn cầu thì rất là cao. Và nó đẩy cái giá trị của tên miền càng ngày càng tăng lên. Trước đó, hàng loạt tên miền của các doanh nghiệp, tổ chức đã giao dịch thành công như tên miền điện máy.com của Thế giới Di động được định giá 10 tỷ đồng, BKV.com được BKV mua lại với giá 2,3 tỷ đồng, HSBC.com.vn được bán cho ngân hàng HSBC với giá trị gần 1 tỷ đồng. Anh Nguyễn Trọng Khoa, một trong những nhà đầu tư tên miền ở Việt Nam, hiện đang nắm giữ hơn 1.400 tên miền của đủ mọi lĩnh vực khác nhau với giá trị ước tính hàng trăm tỷ đồng. Theo anh Khoa, sự bùng nổ mạnh mẽ về Internet cũng như sự phát triển sôi động của thương mại điện tử tại Việt Nam thời gian gần đây đã thúc đẩy ngành kinh doanh tên miền phát triển. Tên miền nó là một trong những cánh cửa giúp cho các doanh nghiệp cá nhân vào Internet hội nhập với thế giới. Và tên miền là một cái ngành gọi là tạo rất nhiều công ăn dịch vụ việc làm, dịch vụ giá trị gia tăng cho những lĩnh vực khác, ví dụ như về thiết kế website, server hosting, về nhiếp ảnh cũng như là kích thích việc mua bán dựa trên nền tảng Internet và là thương mại điện tử. Và cá nhân tôi thì thực sự muốn rằng là chính sách của chính phủ ủng hộ hết mình cho cái ngành tên miền, bởi vì đây là một cái lĩnh vực trí tuệ và giúp vào việc phát triển công nghệ thông tin của quốc gia trong vấn đề hội nhập với thế giới. Để việc kinh doanh bền vững, lâu dài, các nhà đầu tư tên miền cho rằng nên chọn đầu tư những tên miền có tính chất tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống như xe cộ, y tế, thời trang, nhà đất. Sau đó làm gia tăng giá trị cho những tên miền đó bằng cách làm cho nó đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn thì sẽ thu hút được người mua. Trong năm 2014 thì mình cũng giao dịch khoảng hơn 10 tên miền. Thì thông thường thì nó cũng chỉ từ 500 đô cho đến 2.000 đô. Nhưng mà có một số tên miền thì nó giá trị cao hơn, nhưng người ta trả 5.000 đô. Như Thế giới laptop.com chẳng hạn, nhưng mà mình chưa cho giao dịch. Tại vì mình thấy giá trị như thế vẫn chưa đạt kỳ vọng của mình. Tại vì mình đầu tư khá nhiều vào đấy, như là mình xây dựng SEO nọ kia để mai mốt một là có thể mình kinh doanh về laptop, hai là có thể là mình cho thuê, ba thì khi nào đạt cái giá trị cao thì mình mới có thể chuyển nhượng. Cũng gặt hái được thành công từ việc đầu tư tên miền, đại diện của công ty cổ phần công nghệ tin học 24 giờ cho rằng để đầu tư phải hiểu nguyên tắc cơ bản của việc lựa chọn và mua tên miền, chiến lược quảng bá, phương cách bán và chuyển nhượng. Những tên miền lựa chọn để kinh doanh nên đạt các tiêu chí tối thiểu, dễ nhớ, dễ gõ, ngắn, độc đáo, có đuôi phổ biến, dễ liên tưởng, có ý nghĩa chung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ kinh doanh, liên quan đến những từ khóa đang được ưa chuộng trên Internet. Khi đầu tư thị trường tên miền thì lúc mới đầu mình cũng gặp khó khăn một chút xíu về cái sự hiểu biết về trong lĩnh vực này. Tại vì thực ra lĩnh vực về đầu tư về tên miền cũng đòi hỏi phải có một cái kiến thức tốt, một cái nền tảng tốt về tên miền. Thì lúc mới đầu mình cũng có mở ra 200 web, thì 200 web đó đều không có hiệu quả. Đó là cái trang đầu tiên là 24giờmaytinh.com, một cái trang tiếp theo đó là trang shop mà có chữ s laptop.com. Thì đó là hai cái tên miền mà về sau này mình tìm hiểu thì đó là hai tên miền không được tốt. Thì sau này thì mình vô tình được sở hữu cái tên miền là shop laptop.com.vn, một tên miền rất đẹp, và từ lúc đó thì cái thương hiệu bán hàng trên online của mình nó phát triển. Thủ tục đăng ký tên miền ở Việt Nam hiện nay khá đơn giản, chỉ cần thanh toán phí đăng ký là 350.000 đồng và phí duy trì là 480.000 đồng một năm là người mua đã có trong tay tên miền mong muốn. Với những tên miền đẹp thuộc các lĩnh vực kinh doanh thiết yếu
hoặc giống với thương hiệu các doanh nghiệp lớn, người bán có thể kiếm được từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mặc dù cho khả năng sinh lời cao, nhưng kinh doanh tiền miền cũng là nghề chứa không ít rủi ro. Nếu một nhà đầu tư sở hữu quá nhiều tiền miền mà không kịp phát triển chúng để sinh ra lợi nhuận, thì việc tốn tiền gia hạn chúng sẽ trở thành gánh nặng. Thưa quý vị, tên miền được xem là thương hiệu của website, là một dạng tài nguyên số quan trọng bậc nhất trên mạng Internet. Ở Việt Nam, tên miền.vn được coi là tài nguyên quốc gia và cần được phát triển mạnh, bền vững để không những nâng cao giá trị hình ảnh Internet Việt Nam với thế giới bên ngoài, mà còn thúc đẩy trình độ ứng dụng và các giao dịch của cộng đồng người dân Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp trên Internet. Trên thế giới, tên miền được coi là hàng hóa và mua bán tự do. Đấu giá, mua bán, chuyển nhượng tên miền quốc tế là biện pháp hữu hiệu để kích cầu thị trường, đẩy mạnh quá trình quảng bá, phát triển số lượng tên miền đăng ký. Tại Việt Nam, quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho phép đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam.vn từ ngày 1 tháng 9 là bước ngoặt lớn. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng quyết định này sẽ là động lực rất lớn để kích cầu cho tên miền quốc gia Việt Nam.vn phát triển. Theo mình nghĩ thì sau bao nhiêu năm mà nhà nước chưa cho phép mà giao dịch tên miền đó, thì bây giờ đã chính thức cho thì đương nhiên là cái thị trường ấy sẽ có cơ hội và các nhà đầu tư sẽ cố gắng để làm sao để có một cái thị trường và có một cái sân chơi cho các cá nhân cũng như doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư để phát triển về cho vừa phát triển cho doanh nghiệp và vừa kinh doanh mà vừa phát triển cho Internet Việt Nam. Mặc dù đã mở cửa cho ngành kinh doanh tên miền và hoạt động đăng ký duy trì tên miền đã khởi sắc, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh tên miền, nhà đầu tư tên miền hiện vẫn phải vừa kinh doanh, vừa nghe ngóng, chờ thông tư quy định hướng dẫn cụ thể về việc những tên miền nào được chuyển nhượng, khi chuyển nhượng thì nộp thuế thế nào, thời gian chuyển nhượng và quy trình chuyển nhượng ra sao. Nhận thức được sự quan trọng và cơ hội phát triển của lĩnh vực đầu tư tên miền, mới đây, sự kiện Domain Day 2015 với chủ đề Thời điểm vàng cho nhà đầu tư đã được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho những nhà đầu tư tên miền hoặc quan tâm đến thị trường tên miền tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực này. Tôi mong muốn là tất cả mọi nhà đầu tư cùng phải có một chí hướng. Và chính vì vậy cái sự kiện ngày hôm nay thì đó là một cái nơi để các nhà đầu tư ngồi lại với nhau, cùng nhìn lại những hoạt động của mình trong năm qua và cùng đưa ra những cái kiến nghị, những cái góp ý để làm sao cho thị trường chúng ta ngày càng phát triển hơn. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng muốn là đưa những cái thông điệp đến những cái chính phủ, nhà nước để chúng ta có những cái chính sách phù hợp để thúc đẩy thị trường tên miền của Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư và duy trì tên miền cao cũng là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Theo các nhà đầu tư ngoại, thì giá đăng ký tên miền Việt Nam hiện nay đang cao hơn so với thế giới. Thị trường tên miền phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của toàn bộ ngành công nghệ thông tin và truyền thông số tại Việt Nam. Nhưng trên thế giới hiện nay, ngành công nghiệp tên miền phát triển khuyến khích cho mọi người ứng dụng Internet trong việc truyền thông, quảng bá công việc kinh doanh của mình. Giá tên miền sẽ càng ngày càng rẻ, sẽ khuyến khích mọi người ứng dụng nhiều hơn, từ đó nền kinh tế Internet sẽ có điều kiện phát triển bền vững. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay, để hòa nhập với sự phát triển của ngành công nghiệp tên miền trên thế giới, các nhà đầu tư Việt Nam hy vọng những chính sách của nhà nước sẽ sớm được ban hành để hoạt động giao dịch mua bán tên miền được dễ dàng và thuận lợi hơn. Để mà thị trường tên miền phát triển bền vững được thì mình cũng hy vọng chính sách nhà nước sớm có được cái công văn cụ thể để ban hành ra để cho anh em về đầu tư về tên miền người ta có được cái chính sách cụ thể để có thể ra bán và mua bán trao đổi với nhau một cách thuận lợi hơn. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Internet Việt Nam, tính đến thời điểm này đã có 440.082 tên miền Việt Nam đã được đăng ký. Với xu hướng kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển, kinh doanh tên miền trở thành lĩnh vực có tốc độ phát triển mạnh ở Việt Nam trong vài năm gần đây. Cùng với việc cho phép chuyển nhượng tên miền của chính phủ trong năm 2014, thị trường tên miền được ghi nhận sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này. Đến đây chương trình Việt Nam Hội nhập cũng xin được khép lại. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.